Phú Quý Hân Hoan chào mừng quý khán giả thân thương đến với chương trình Vui chơi cùng nghệ sĩ. Vui chơi cùng nghệ sĩ là một chương trình giải trí trên màn ảnh nhỏ, tổ chức những cuộc du hành với những tài danh nghệ thuật. Qua đó, chúng ta cùng tìm hiểu nơi chôn nhau cắt rúng, những kỷ niệm vui buồn thời ấu thơ, những thành tựu nghệ thuật, những danh lam thắng cảnh và đặc biệt với những món ăn độc đáo tại địa phương do chính tay người nghệ sĩ chế biến. Kính thưa quý vị, khách mời ngày hôm nay, Phú Quý sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị người nghệ sĩ cả một đời mình cho sự nghiệp sân khấu cải lương miền Nam. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Vâng, kính thưa quý vị, xin mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi về thăm quê hương của anh. Sáng nay, trước ngôi nhà ấm cúng của nghệ sĩ Thanh Sang, có rất đông đồng nghiệp, bạn bè thân hữu và khán giả ái mộ tề tựu đông đủ để cùng tham gia chuyến du hành về thăm vùng biển Phước Hải, nơi chôn nhau cắt rốn của người nghệ sĩ tài hoa này. Có lẽ vì lý do sức khỏe và bận bịu mưu sinh, ông ít có dịp trở về thăm quê cũ sau nhiều lần cùng chúng tôi tổ chức những chuyến đi từ thiện giúp đỡ người nghèo và cứu trợ thiên tai tại địa phương Phước Hải. Rồi, chắc chắn là tới rồi quá. Bây giờ giỏi quá, bắt tay liệu. Rồi máy nhỏ đâu? Không có hả? Ôi trời đất ơi, vậy thôi hai chồng lên xe. Rồi giờ chào mọi người, đây là những người thân thương của anh, những người gắn kết với nghệ sĩ Thanh Sang. Rồi ok, rồi lên xe. Khi chương trình được thực hiện, nghệ sĩ Thanh Sang tâm sự, ông rất nôn nao với chuyến đi này. Kính thưa quý vị khán giả vô cùng kính mến, như vậy là đoàn chúng tôi đang có một bước khởi đầu khá êm ả và khá thành công. Tất cả những thành viên và những người mà chúng tôi có mời. Tôi nghe nó chua chát quá. Công tử còn giận? Tôi đâu dám giận. Mà làm sao tôi giận được trước tâm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ. Chất giọng trầm buồn sâu lắng là dấu ấn không pha lẫn ai khác với biệt danh giọng ca Trời Sầu Đất Thảm. Thanh Sang tên thật là Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1943 tại xã Phước Hải, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Nguyên quán ông ở vùng biển Bình Định, gia đình mấy đời làm nghề biển, song thân ông đã chọn vùng Phước Hải Bà Rịa để lập nghiệp. Cha ông từng tham gia kháng chiến chống Pháp, hy sinh năm 1949. Mẹ ông phải làm lụng vô cùng cực nhọc để nuôi bốn đứa con nhỏ, trong đó chỉ có ông là trai. Vì vậy, từ năm 8 tuổi, ông bắt đầu sống bằng nghề đi biển đánh cá, vừa nuôi gia đình, vừa kiếm tiền học chữ trong làng. Do gia đình sống gần rạp cải lương Hải Lạc, ông bị cuốn hút theo nghề hát xướng. Ban đầu, ông thường nhại lại các giọng ca của Thành Công, Chính Sớm, Út Trà Ôn rất giống, được bà con tán thưởng. Năm 1960, đoàn cải lương Ngọc Kiều của Bầu Hoàng Kinh Ngọc Đán đến Hải Lạc biểu diễn. Khi diễn dở Chiều Đông Gió Lạnh Về, ông thường được đưa vào thay thế khi các kép bị bệnh. Bầu Hoàng Kinh thấy vậy mới đặt cho nghệ danh là Thanh Sang. Năm 1962, ông được Bầu Hoàng Kinh cho thế Hùng Cường vai Đông Nhật trong vở Tuyết Phủ Chiều Đông. Ông diễn thành công và từ đó thành một kép chánh trong đoàn cải lương Ngọc Kiều. Nhưng mà nếu không thi được niên khóa này thì con sẽ đợi chờ kỳ thi năm tới. Nếu thiếu tiền. Năm 1964, ông chuyển về hát cho đoàn Hoa Mùa Xuân sau đổi thành Dạ Lý Hương. Cũng trong năm này, ông nhận huy chương vàng giải cải lương Thanh Tâm với vai Tạ Tốn trong vở Cô Gái Đồ Lông. Vai diễn Tạ Tốn trong vở này bị mù, rất khó diễn,
Song ông lại diễn rất hay, đến mức rất nhiều người nhắc đến ông bằng bốn chữ Kim Mao Sư Vương, danh hiệu của Tạ Tốn. Vai diễn đã đưa ông từ một anh chàng chài lưới chưa qua trường lớp trở thành một ngôi sao trong làng sân khấu. Từ đó đến năm 1975, ông còn thành công với nhiều vai khác như vai Trần Minh trong vở Bên Cầu Dệt Lụa, vai Thi Sách trong vở Tiếng Trống Mê Linh, vai Lê Hoàng trong vở Thái Hậu Dương Dân Nga. Ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1986. Ông có khả năng ghi nhớ rất nhanh. Ông thuộc hết tất cả các vai trong các tuồng trên sân khấu. Ai đau bệnh hoặc bỏ đoàn, trừ vai Đào Mụ, tất cả vai kép, lão, quân hầu, tướng sĩ, ông đều đóng thế được. Đoạn đường này biết bao lần xuôi ngược, từ khi lập thân cho đến lúc thành danh, quê hương thay đổi từng ngày. Con đường đất đỏ gồ ghề ngày xưa nay rộng êm thẳng tắp, những bãi biển hoang du, những xóm chài cũ nát này là những khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng, góp phần cho Phước Hải khởi sắc hơn. Điều đó chúng ta cảm nhận được niềm hạnh phúc trong ánh mắt Thanh Sang. Bờ kè là công trình mới nhất ở vùng này, như là một phép màu biến một khu xóm chài